cả nhà. Xin chào cả nhà đã đến với kênh Phượng Vlog Sức Khỏe Là Vàng. Thì hôm nay Phượng sẽ gửi đến cho cả nhà một vài cái động tác mà mình sẽ tập kết hợp với cái gậy này cho cả nhà, rất là hiệu quả luôn. Thì thay vì cái khăn mình sẽ cầm cái gậy nha, cái lực của mình sẽ vững hơn và chắc hơn, nó không bị chông chênh. Thì cả nhà theo Phượng nhé. Động tác đầu tiên á, thì Phượng quay như thế này để xong rồi Phượng quay nghiêng nhé. Cả nhà làm theo Phượng nhé. Dang hai chân bằng vai và tay mình cũng mở bằng hai chân ở dưới nhé. 1 2, từ từ đi xuống nha cả nhà. 3 4 5 6, từ từ thôi để cho cái chân mình nó trụ được lâu. 7 8, đó, để bây giờ cũng quay nghiêng để cả nhà xem cái góc nghiêng nhá. 3 2, nhớ cúi xuống sâu càng tốt nhé cả nhà. 1, giơ tay lên cao và chân cũng đưa sang bên trái luôn nha cả nhà. 2, 3, nhấc 2 lần. 4, trả về. 5, đưa chân sang bên phải. 6, 7, trả về. 1 vài cái động tác rất là cơ bản mà cũng rất là đơn giản vậy thôi, nhưng mà sẽ giúp cho chúng ta được hoạt động được toàn thân và tập trung, đặc biệt là tập trung xuống cái đùi và cái chân để cho mình người mình nó cân đối hơn. Và Phượng vẫn rất là thích là tập để cho cái bắp tay của mình nó thon gọn hơn, thì cái động tác này là rất là hữu hiệu đó. Thì rất mong mọi người ủng hộ và cho Phượng một like, chia sẻ và đăng ký kênh Phượng Vlog Sức Khỏe Là Vàng để Phượng có động lực quay những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà. Và nhớ thực hiện 5K thật tốt nha cả nhà.